về nhà nó bị giọng nồi á nè, nghèo rồi lắm rồi. Đó, mình phải lắc tài là kêu kịch 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 nè, nổ máy giọng kình 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 nữa, với cái nồi nó tuột rồi, hết bắt rồi, là năm tháng cũng rờ, mình sẽ làm cái này lại, bố luôn nó cũng không có điều, chạy 27.000 cây rồi, để mình mở ra mình làm, xong mình sẽ quay cho anh em xem, cái xe này anh chủ xe lên nồi Uma 5 lò xo luôn. Làm cho dép ít thắt mày đủ hết. Đây chiếc Exeter 150. Đây mình làm cái nồi, mình lên cái nồi Uma 5 lò xo nha. Đó, nhôm. Lò xo. Tem ha anh em. Rồi chuồng heo mình làm lại. Nó không có còn bị rơ nữa. Đó, thấy không? Nó có cái độ nhịp một chút xíu thôi chứ không được cứng nha anh em, mà nãy zin thì nó rơ cạch 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 cạch, nó giọng kình kình đó. Con zin nè, con zin nó sắt zin thì bỏ ra rồi, mình thay lá bố nó sắt rồi chơi. Bây giờ mình ráp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Đây, xe này mình lên nồi Uma xong mình thay nhớt Kendall của Mỹ luôn nha anh em. Chạy tới 5.000 cây nó thay một lần. Nhớt nó là full tổng hợp nha anh em. Rồi, để mình thay rồi xong rồi mình chạy thử test cho anh em coi nha. Sơn nó hơi dùng rồi, để mình tặng cái sơn lên. Nồi nó không có giọng, không có hú gì nha. Tranh thủ anh em khách nha, ép mới dọn xong.